hạ mà chúng tôi thấy tăng ni mà ăn rồi cũng đọc lên mà nói chuyện cũng cảm thấy rất là khổ lòng. Và như buổi trưa hôm nay thì rất là cảm ơn đại chúng đã có một cái thời gian thọ trai một cách rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Và đặc biệt cũng cảm điện công đức của quý Phật tử đã sắp xếp nấu nướng để đưa đến cho đại chúng một bữa ăn trong sạch, an lạc. Và đây chính là cái phần mà cái pháp tu và cái pháp hành của Phật giáo. Trong mỗi lúc chúng ta đều có cái trách nhiệm, cái tình thức. Và khi ăn thức ăn này chúng ta chỉ đến cái đạo nghiệp, cái vấn đề để chúng ta giải thoát sinh tử. Ăn thức ăn này chỉ đến cái phước báo của mình, chỉ đến cái chúng sinh khổ đau. Trong thực hành như vậy là ngay hiện tại các vị đã ăn trang thú cũng là một trong những cái pháp hành mà không có pháp tu hướng đến. Và như buổi trưa hôm nay thì thật sự rất là cao quý. Các vị có thấy là có nghe ai nói gì đâu không, tức là rất là thành thật. Chúng ta có nhiều cái thời gian thì mình có thể chuyện trò đa phần của người ở thế gian thì mỗi lần mình muốn ăn là vì ăn nhiều cái gì. Và các vị biết là tại sao không tránh niệm mà để ăn mà không có nói chuyện, hoặc là không nhai lớn tiếng, hoặc là không nhai mà có tiếng chắc, tại sao vậy? Đó là một cái thế giới của mình đi theo. Và khi mình nhìn vào thế giới đó mình biết là tại sao có cái giới gì đơn giản như một cơ thể. Nhưng mà nghĩa là muốn mình ăn mình bị nó từ từ nghĩ đến người khác. Và bởi vậy thì khi mình nói chuyện về những dân của mình nói thấy người ta người khác họ khó chịu, còn mình cũng muốn là người khác phải khổ lòng, phải khó chịu, trân quý đến cái